Một người ghi lại được hình ảnh Kim Ngân mới nhất, làm rõ tin đồn có bị Gia Nguyễn đuổi hay không. Mới đây có rất nhiều thông tin Kim Ngân bị Gia Nguyễn đuổi ra khỏi nhà, tuy nhiên chỉ là tin truyền miệng, không có hình ảnh hoặc video, làm rất nhiều khán giả hoang mang. Chính vì thế cần một nguồn tin xác thực cho khán giả. Và thật tình cờ, một kênh YouTube ở Mỹ, khi vô tình đi trên đường, đã bắt gặp Kim Ngân, nữ ca sĩ đang đứng trước một chiếc xe màu đỏ, ngay trước văn phòng công ty của Gia Nguyễn. Kim Ngân đi chiếc giày màu hồng, chiếc quần mới và áo choàng đỏ. Phía sau Kim Ngân còn có vợ của Gia Nguyễn, nên việc Kim Ngân bị Gia Nguyễn đuổi là không thể. Với bản tính của Kim Ngân, một khi đã giận thì sẽ rất khó để xoa dịu. Rõ ràng là Gia Nguyễn không thiết tha gì Kim Ngân. Tuy nhiên hiện tại đàn chị chính là bộ mặt của Gia Nguyễn. Dù có khó chịu thế nào đi chăng nữa thì Gia Nguyễn cũng sẽ phải cố giữ cho hình ảnh Kim Ngân thật đẹp. Nhất là khi ông Hà vừa mới xuất hiện và đã hứa tiếp là sắp có căn nhà, thì Kim Ngân sẽ không còn nổi giận với Gia Nguyễn nữa. Ngoài ra, Gia Nguyễn cũng đã có phương án dự phòng cho mình bằng cách tuyên bố sẽ kết nối cho Kim Ngân gặp lại hai người con gái. Rõ ràng là Gia Nguyễn chỉ nghĩ rằng sẽ cho Kim Ngân ở nhờ trong thời gian đợi nhà, chứ không muốn chăm sóc lâu dài. Và khi nhiều lần thấy ông Hà thất hẹn, thì Gia Nguyễn đã chuẩn bị phương án đưa hai người con gái của Kim Ngân ra để nhận trách nhiệm của họ rồi. Như vậy chúng ta có thể xác nhận được rằng việc Gia Nguyễn đuổi Kim Ngân đi là không có. Hoặc nếu có chuyện đó trong quá khứ đi chăng nữa, thì hiện tại Kim Ngân đã ở với Gia Nguyễn rồi. Ai chăm sóc Kim Ngân cũng được, miễn là cô ấy vẫn có một nơi để ngủ. Hôm nay cũng là sinh nhật của Thúy Nga. Trên trang cá nhân, nữ danh hài cũng có những chia sẻ rất đặc biệt. Cụ thể, Thúy Nga chia sẻ: hôm nay tại Mỹ theo ngày giờ thì vẫn chưa đến ngày sinh nhật, mình vẫn còn đang ngủ nướng chưa muốn dậy. Bỗng nhiên trước nhà ập vô một đoàn người mang bánh, mang hoa, mang quà, bóng bay các kiểu rầm rộ trước nhà em. Bất ngờ quá, tôi lúi húi mặt vẫn còn say và với hình dạng rất gớm, vội vã dậy giảm giá trang điểm tráng sơ nhẹ để đón mừng sinh nhật em theo đúng ngày giờ Việt Nam. Thúy Nga xin cảm ơn các bạn anh chị fan thân yêu mừng buổi sinh nhật bất ngờ quà. Cuộc đời của Thúy Nga từ bé đến lớn không có thói quen tổ chức sinh nhật, nhưng vẫn luôn được mọi người thương yêu, tạo cho Thúy Nga những sinh nhật thật bất ngờ đầy xúc động. Sinh nhật năm nay lại có mẹ bên cạnh thật vui và cảm ơn cô bạn Chu Việt Anh rất nhiệt tình lăn xả bày ra cú vui bất ngờ này. Cuộc đời mình cứ cho yêu thương lại nhận được tất cả các tình thương khác dành lại cho mình. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng tất cả những tình yêu thương đã dành cho Thúy Nga. Dưới dòng trạng thái mà Thúy Nga chia sẻ, rất nhiều đồng nghiệp và khán giả đã để lại bình luận chúc mừng sinh nhật Thúy Nga. Mới đây, danh hài Thúy Nga đã có thông báo mới nhất trên trang cá nhân của mình và được rất nhiều người hâm mộ đồng tình ủng hộ. Cụ thể, Thúy Nga cho biết đã quay trở lại với công việc và chia sẻ rất lạc quan, cười vui lên đi cho thấy cuộc đời luôn tươi đẹp, sau cơn mưa bầu trời lại sáng nhé cả nhà. Đây có lẽ cũng là điều mà rất nhiều người hâm mộ mong chờ từ Thúy Nga. Hãy kết thúc chuyện của Kim Ngân và tiếp tục với cuộc sống thường nhật của mình. Mặc kệ những ai vẫn đang cố bấu víu lấy chuyện Thúy Nga Kim Ngân để bới móc, hãy bỏ ngoài tai những chuyện tiêu cực để tiếp tục hoạt động nghệ thuật, cống hiến cho khán giả. Có một tin cực vui, đó là ngày 22 tháng 8, Thúy Nga sẽ trở lại một cách chính thức mạnh mẽ tại chương trình đại nhạc hội của Trung tâm Thúy Nga Paris by Night cùng với một loạt nghệ sĩ nổi tiếng của trung tâm. Ngoài ra, Thúy Nga cũng đã bắt đầu trở lại guồng quay công việc ở những vai trò khác như người dẫn chương trình cho vài chương trình truyền hình trong nước và tiếp tục giúp đỡ những mảnh đời khó khăn khác. Chỉ khác là không còn quay hình lên YouTube, không có Kim Ngân, thậm chí Thúy Nga còn sống khỏe hơn rất nhiều. Được trở lại đi diễn, Thúy Nga chia sẻ với truyền thông: tôi rất phấn khởi vì các chương trình văn nghệ cũng dần nhen nhóm và hoạt động sôi nổi trở lại. Được vùng vẫy, thỏa sức bằng đam mê của mình thì sung sướng không gì bằng. Tiền bạc không thể mua được niềm vui đó. Khi được hỏi về cảm nghĩ của mình sau 10 năm xa quê, sinh sống ở Mỹ, Thúy Nga tâm sự: phụ nữ làm mẹ đơn thân ai cũng vất vả. Ở Mỹ, tôi không có họ hàng người thân nên càng khó khăn bươn chải.
Theo năm tháng, tôi trưởng thành và nhận ra cuộc sống này muôn vàn phức tạp. Tôi luôn tự nhủ mình phải sống sao để cuộc đời mình thật trong trẻo và không làm lỗi bất cứ điều gì. Sau nhiều sóng gió ập đến, tôi ngẫm mọi thứ là hư vô và cần sống chậm hơn, sâu sắc hơn. Cuộc đời giống như một vở diễn ồn ào và đủ đầy cung bậc cảm xúc. Thế nhưng sau cánh gà còn lại gì? Điều này chỉ bản thân người nghệ sĩ mới hiểu. Nhân ngày sinh nhật, cùng điểm qua một chút về tiểu sử của nữ danh hài. Thúy Nga tên thật là Trần Thị Thúy Nga, sinh ngày 5 tháng 8 năm 1976, quê ở Quảng Trị. Cô được biết tới với tư cách là một diễn viên tấu hài nổi tiếng cũng như ca sĩ hát nhạc hài, diễn viên kịch nói và điện ảnh. Thúy Nga là chị cả trong gia đình có ba là kỹ sư xây dựng, mẹ là bác sĩ. Cô tốt nghiệp trường cao đẳng sân khấu điện ảnh với ước mong từ bé sẽ thành diễn viên. Tuy nhiên, cô lại thành công trong lĩnh vực tấu hài và hài kịch. Là cái tên khá quen thuộc đối với khán giả nhờ lối diễn xuất hài hước, nhí nhóm trên sân khấu. Nhắc đến Thúy Nga, khán giả sẽ nghĩ ngay đến một Thúy Nga chuyên trị những vai bà già vui tươi và nhí nhảnh. Các vai diễn, cô gái bán khoai lang nướng, bà già giam ha Thúy Nga đã gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của cô. Cô cùng chồng sang Mỹ định cư và có con, bé Cát vào năm 2011. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô với chồng đã đổ vỡ. Thúy Nga hoạt động chủ yếu tại Việt Nam và tham gia nhiều sân khấu kịch trong nước như Nụ Cười Mới, Hồng Vân, cũng như xuất hiện trên nhiều chương trình hài trên truyền hình Việt Nam. Cô cũng tham gia hoạt động tại hải ngoại, hầu hết là tấu hài trong loạt chương trình Paris by Night của Trung tâm Thúy Nga. Năm 2003, Thúy Nga, Quốc Thuận thành lập nhóm hài riêng làm tiểu phẩm tham gia Gala Cười 2003, 3 năm liên tiếp. Từ năm 2003 đến năm 2005, Thúy Nga đoạt giải nhóm hài trẻ được yêu thích do câu lạc bộ bạn trẻ chiều thứ năm bình chọn tại Gala Cười. Hai người đi diễn khắp nơi trên cả nước, giúp tên tuổi của Thúy Nga và Quốc Thuận đi lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, nhóm hài này chỉ kéo dài trong vòng 3 năm. Là một trong số những diễn viên hài Việt Nam được yêu thích nhất, cô cùng các bạn diễn lâu năm đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới như Anh, Úc, Châu, Canada, Pháp và khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Ngoài việc là một diễn viên hài, Thúy Nga còn xuất hiện trên một số phim truyền hình và điện ảnh như Hai Lúa Lấy Vợ Sài Gòn, Khi Đàn Ông Có Bầu, Bộ Ba Rắc Rối và các DVD Cô Dâu Đại Náo, Năm Phần Xin Lỗi Em Chỉ Là Con Quỷ, Giấc Mơ Chí Phèo, Ba Bà Đại Chiến. Thúy Nga cũng góp mặt trong một số chương trình truyền hình như Cười Là Thua, Hội Quán Tiếu Lâm Mùa 2 tại Tiếu Tuyệt, Danh Hài Đất Việt, Hội Ngộ Danh Hài, Vitamin Cười và gần đây nhất là chương trình Hoán Đổi Cặp Đôi với vai trò chủ nhà đồng ban giám khảo. Năm 2012, Thúy Nga quyết định thi Hoa hậu Phu nhân Người Việt Thế giới 2012 và giành ngôi Á hậu. Năm 2016, Thúy Nga tham gia phim Hai Lúa cùng với Trấn Thành, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam, Tấn Bèo, Hoa hậu Diễm Hương.